Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa hôm nay, ngày 7 tháng 11, thứ Năm, tuần 31 thường niên. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Niềm vui hoán cải. Trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 vào ngày 17 tháng 2 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã giải thích: hoán cải có nghĩa là đổi hướng trên lộ trình cuộc sống, nhưng không phải là sửa lại một chút, mà việc quay ngược hướng đi trở lại một cách đích thực. Trong bài tin mừng, dụ ngôn bỏ lại 99 con chiên ngoài đồng hoang để cất công tìm kiếm bằng được chỉ một con đi lạc, quả là cú ngược dòng ngoạn mục của vị mục tử nhân lành. Đó là sự đảo ngược triệt để. Đức Giêsu không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Hoán cải phải là hành trình lội ngược dòng như vậy, để niềm vui lớn lao của cuộc trở lại đích thực được lan tỏa. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi trở thành chứng nhân và tông đồ của niềm vui trong những nỗ lực kiếm tìm, dẫn đưa người tội lỗi trở về với Thương Chúa qua việc ăn năn hối cải. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hoán cải trong từng giây phút cuộc đời, để niềm vui của Chúa tràn ngập trong tâm hồn chúng con. Amen.